Theo kết quả khảo sát mới đây về thị trường bất động sản cho thuê toàn cầu do Cushman & Wakefield công bố, thì trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 50 thành phố cho thuê mặt bằng bán lẻ đắt nhất thế giới. Báo cáo thị trường bất động sản cho thuê toàn cầu của Cushman & Wakefield cho hay, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 33 trên thế giới và đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á về giá cho thuê mặt bằng. Giá thuê mặt bằng bán lẻ đắt nhất thành phố Hồ Chí Minh thuộc về các khu đất vàng qua các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, giá thuê vào khoảng 1.454 euro một mét vuông, tương đương hơn 34 triệu đồng một mét vuông một năm. Đây là lần thứ 27 Cushman & Wakefield công bố bản báo cáo thường niên về giá thuê mặt bằng toàn cầu. Bản báo cáo này là kết quả thăm dò trên hơn 500 con đường tại những thành phố đắt đỏ nhất của mỗi quốc gia trên toàn thế giới. Tác động kinh tế trong năm qua đã đẩy giá thuê mặt bằng tăng bình quân 35% tại tất cả các thành phố được khảo sát. Năm nay, giá thuê mặt bằng bán lẻ cao nhất thế giới thuộc về đường đại lộ số 5 của thành phố New York, Mỹ, với mức giá thuê lên đến 33.812 euro một mét vuông một năm.